Dạ vâng, Audio Đặt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đặt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay nhà mới về được một con đà sáp QT27 màu đỏ huyền thoại dạ. Máy còn tương đối đẹp. Đây mặt trên của máy. Thì máy được sử dụng hai loa bass hai bên dạ, một cái băng cassette ở giữa và cái phím cơ nằm trên. Có cái nút chia là tab và radio. Cái nút chọn chế độ mono và CT dạ. Đây là ba lăng cân bằng loa trái và loa phải lên nút volume tổng. Đây là nút chọn chỉnh bass chép dạ. Đây là chọn AM và FM băng đài. Máy còn tương đối đẹp dạ. Đây là phía sau của máy. Số series là 583. Sản xuất tại Japan dạ. Đây nút tuning để cho đài nằm bên đây dạ. Máy còn rất là liền lạc, không bị sứt mẹ gì. Thì bằng quý vị là có nhu cầu của sở hữu liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454. Đặt Gò Vấp rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên Audio Đặt Gò Vấp nhất có thể dạ. Bây giờ em sẽ đi vào mở test tất cả các chức năng của dòng sáp QT27. Em đang cho hết cái phần radio của máy dạ. Em mở lớn một lúc xíu. Nói chung và bản đá nữ nói riêng. Vì rằng chúng ta là ai trên bản đồ của thế giới và để chúng ta là ai trong lòng đội Việt Nam. Và liệu rằng cái hành trình của đội tuyển đến với Olympic có trọng. Và mong muốn là trả lời kết quả. Trong trường 14 với chính tại nhà Lao họ đã đồng lòng quyết tâm và đứng dậy chống chế độ đi làm đường đắc tẹt lần hai của thực dân Pháp. Tại nhà Lao Con Tum thì những người tù họ đã bầu ra lãnh đạo nhà Lao cùng với hai đội cảm tử và quyết tử tại nhà Lao Con Tum để chống lại cái chế độ, và họ biết rằng trong cuộc đấu tranh sinh tử sẽ có hy sinh và mất mát, nhưng những người tù họ đã chịu sự hy sinh và họ đã nhận. Radio phát sóng rất là tốt rồi chẳng. Thì em test được phần băng cassette chẳng. Em test một đoạn nhạc của nữ ca sĩ Thúy Hè. Và em chọn chế độ tab rồi và em bấm play. Thôi thương tiếc mà chi, đường về ngõ tối hai lối. Có vài vì sao rơi đêm hò hẹn hết rồi, đường về ngõ thề vì sao rơi đêm hò hẹn hết rồi, đường về ngõ tốt. Yeah.
bắt được thì... Dạ vâng, máy hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng rồi ạ. Quý vị nào có nhu cầu sự liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454. Dạ vâng, em sẽ kết thúc cái phần video trình bày ở đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.